Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày mưa gió bất tung. Cái cơn mưa đồng quả, mấy anh em tôi đang định ra đồng bằng kia vì bão nó kéo đến hơi to quá rồi lại phải về nhà đã. Trời thật đấy, sáng gì lắm cơ. Trời quang mây tại, nắng rất là đẹp luôn. Cái mưa thế là thôi, trả lặng anh nhìn cái ad đi về nhà. Hai ông bạn thì cũng là đang quần trong tắm mà. Ngày này không mặc ống bươn nên không quần tạm. Đằng nào cũng ướt hết rồi. Tỏ thế. Nhìn trời kìa, đen xì luôn. Đỡ ngàn. Nhanh, sắp về đến nhà rồi. Ngay có này, hết hết tí này. Đấy. À, đúng như theo vùng của bạn. Hết vùng này bị ớt. Đang đây, to rồi. Nghe rất là nặng hạt luôn.